cầm kỳ hoa thi sáng son ngọc ngà, vương đua nở theo hồ cầm khúc nhạc ai tấu trăng ngà soi bóng mà khô nông mẹ nói nhanh chán. Còn vẻ nhân sắc nhưng lại bập bệnh đó là Thúy Kiều, Tuy Vân là em cả hai đều đẹp nhưng số phận nghiệt ngã là nhiều. Kiều bản thân mình vì muốn chuộc cha hy sinh luôn cả hạnh phúc, sắc đẹp hoa ghen liễu hờn đành để kiếm trọng cho em Thúy Vân chăm sóc liệu yếu đầu tơ, lại bị đánh đập đúng là tú bà đủ thứ đáng ghét. Hành hạ một cô gái trẻ ở lầu ngưng bích như vậy thật là đáng chết. Từ một cô gái ngây thơ trong trắng bị bán giả mang vào thẳng lầu xanh, bị đầy vào nơi bể khổ có phải chịu đựng còn đâu, cô gái nhà lạnh không bên kim trọng thì cô đã đành dám xin mua kèo. Đúng là nhắm hẹn biết bao cô nàng được sống hạnh phúc, còn sự éo le cô là tâm điểm. Đừng ở lầu cô nhìn ra xa sự thật thế giới này rộng bao la, tại sao cô phải chịu đựng nỗi nhục bản thân sách này cũng vì thương cha. Kim trọng ơi. Đôi làng xóm nửa đá ma chồng nửa tiệt quang, con nhóc có thương người bán phận, tiền đường chưa chắc mã hồng nhan, sắc sảo mặn mà có ai hơn ta. Đời hơn tài đàn hát mua vui bật nhắc cho cả thiên hạ, gia đình cô gặp lúc hiểm họa số phận mặt bẻo đua để cầm ca, luôn luôn thánh tượng ngàn vàng nhưng bị hành hạ đáng bồ một kiếp thiên nga. Nước yên thành lĩnh cô gái khác còn phải ao ước mình được một phần, có đôi mắt buồn rồi rồi long lanh phát họa thật đẹp như người trong trái. Dù kiếp kỹ nữ ở giữa lầu xanh bề ngoài xinh đẹp, còn bên trong đâu sắc đâu phải xinh đẹp, là đồ sung sướng giống như Thúy Kiều tím nàng đâu rác. Kim Trọng ơi. Một tay chôn biết mấy cành phù dung.